Ok, chào mừng tất cả các bác đã quay lại với Sinh Audio. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh giúp em nhé, để đón nhận những sản phẩm và những video mới nhất em đang bán cho các bác. Đây, hôm nay em lên cho các bác một dòng đẩy Class L. Các bác đẹp chưa? Rất đẹp luôn, thiết kế vuông bức rất chi là đẹp, nhìn trông rất chi là sang. Đấy, nút khởi động đè lổ. Những cái dòng có mà trang bị công tắc đè này thì là những dòng đẩy rất chi là xịn sò con bò. Ok chưa? Rất đẹp luôn. Đè yeah. Đè. Tắt đi này, bật lên này. Đấy các bạn thấy chưa? Đây. Đây có chế độ chống sốc loa. Đầy đủ cho các bạn. Con này có mã của nó là 9208. Rất nhiều bác bảo là 9208 nó chỉ có 800 W thôi, nhưng mà các bác quá nhầm rồi. Đây là một dòng đẩy Class L. Khối bù áp của nó này, các bác nhìn này, khối bù áp của nó có 4 con bù áp. Đây là 2 con diode và đây là 4 con đi bù áp. Bù áp này có tên của nó là 55N10. Em tháo ra em xem nào. 55N10 thì công suất của mỗi con này nó sẽ là rơi vào khoảng 550W. 550W một con này. Đấy. Còn con sò tô này, sò Toshiba này nó chỉ có 150W thôi. Nhưng con này lên đến 550W một con nên nó rất khỏe. Bốn con này sẽ tương đương với cả khoảng 7-8 con này. 7-8 con sò tô. Được chưa? Ok chưa? Quá khủng khiếp luôn. Và con này nó trang bị 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 và một con nữa là 8 con. Con này là bù áp tầng thấp, còn đây là sò đánh giò loa. Nó có 7 con thôi nhưng mà bù áp nó rất nhiều, nguồn nó to, nguồn nó lên đến 18 phân, cung cấp dòng nó cực kỳ lớn. Các bác nhìn dây đồng nó quá to luôn, cung cấp dây đồng, cung cấp dòng cực kỳ lớn. Áp cao 2, 4, 6, 8 quả tụ, bây giờ 8 quả tụ 80V và 10.000 mi, đưa ra cái áp nó rất cao. Con này chạy mạch Class N hay chúng ta còn gọi là mạch Class H đời cao cũng được. Tại vì sao? Nó cũng thiết kế theo mạch Class H, nó có một nguồn, hai nguồn và đây là ba nguồn. Nên con này nó cung cấp ra ba cái tầng bù áp, tầng bù áp nhất này, tầng bù áp thứ hai, tầng bù áp thứ ba. Nó nằm ở đây. Ba cái này nó chia đôi ra. Quá đẹp luôn. Con này thì thiết kế này gọi là quá đẹp và long lanh. Con này cho công suất thực của nhà máy thì nó cung cấp cho bọn em, báo cho bọn em là 1300W. Có nghĩa là nó sẽ có một catalog nó báo, nó ghi rõ là 1300W một kênh. Nhưng mà bọn em chỉ báo các bác là 1200 thôi. Hay bác các bác 1100 cũng được. Được chưa? Chứ còn bọn em sẽ không báo cho các bác là 1300W đâu. Còn công suất của hãng nó công bố là 1300W. Đây này, các cái bo mạch để khử xung, khử xiếc rồi bo mạch nguồn, đây biến áp cấp trước đầy đủ luôn để khởi động đề. Khởi động đề thì bắt buộc nó phải có bo khởi động biến áp cấp trước này. Được chưa? Quá to, quá đẹp luôn. Máy móc thì bao zin, bao đẹp, bao các kiểu cho các bác. Về các bác soi thoải mái. Được chưa? Soi thoải mái luôn. Đó, các cái vết bẩn này này là cái vết nhựa thông đấy, keo cũ đấy, chứ không phải là vết bẩn đâu. Con này thì chất âm nó cực kỳ hay. Và hay ấy thì em có nói luôn là hay trong tầm giá thôi nhá. Có nghĩa là bây giờ con này là mạch Class N thì nó sẽ hay hơn mạch Class H một chút, nhưng mà không thể hay bằng mạch Class TD, đúng không ạ? Mạch Class TD thì không có con nào 1200W mà có giá là khoảng hơn 5 triệu một chút đâu. Không có đâu. Có rất nhiều loại to. Đây, nguồn 18 phân rất to và đẹp, đúng không ạ? Con này thì em sẽ bán cho các bác là 5.200.000 bao ship toàn quốc cho các bác. Ok chưa? Máy móc quá đẹp, tụ quá phẳng, nguồn đẹp long lanh. Nha. Yeah. Thử nha, một kênh này. Đánh rách noa luôn, bao các bác đánh 2 cặp 30.
Nói chung là đánh tiếng nào ra tình ý, các bác không phải lo lăn tăn gì với cái dòng đáy này. Thiết kế mạch rất đẹp luôn, mặt vuông bước dốc đẹp. Và con này có giá là 5.200.000 bao ship toàn quốc. Anh em nào lấy thì sẽ đặt trước 300.000 con này nhá. Rồi, cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi. Chào các bác.